Rồi tiếp theo là cái bonsai 379 nha quý vị. 5 cây tổng hợp 350 bao 250 bao ship toàn quốc nha. 5 cây nha quý vị. Cây đầu tiên cây sâm núi trái nha quý vị. Cái dáng cong cong quái quái vậy nè, đang ra trái nhóc hết trơn rồi quý vị thấy không? Quá trời trái luôn nè. Đó, chùm 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 luôn ha. Đó. Quá trời luôn. Mười mấy ha, mười mấy chùm mà. Rồi một cây. Cây số 2 là một cái cây sâm hương. Đó. Số 3 là cây tường quy lá nhỏ siêu bông siêu trái luôn ha. Ba cây. Cây số 4 là cây mai chiếu thủy. Dáng quái quái luôn nha, đế đẹp luôn nè, thấy không? Thấy đế đẹp luôn ha. Rồi. Cuối cùng cây sương liễu. Sương liễu đây. Cái này có ít ít để dành bán combo nha. Rồi. Có mấy anh đòi mua nhiều mà có bầu bán. Rồi kết thúc nha quý vị, 5 cây 250 nha.